Dạ, mến chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Cót Tung, thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, hết cô bác chị. Hôm nay là lễ kết giới Xi Ma, ngày cuối cùng của chùa. Thì trong năm 2024 thì có 5 chùa để diễn ra lễ đại lễ kết giới Xi Ma. Một là chùa Choi Tum Chắc phường 10, hai là chùa Bưng Thứ Niết của Trần Đề, ba là chùa Đai Tà Suốt của huyện Mỹ Tú, 4 là chùa Ô Chum của huyện Ngã Năm, 5 là chùa Cót Tung của huyện Cù Lao Dung. Các bác chạy trước màn hình của bác chị đó là cũng như là có đoàn Phật tử đến là cũng lai gai ha. Ở đây nằm trực thuộc của huyện Cù Lao Dung. Trước mà họ hiện giờ thì hai bên đường cũng Phật tử cũng đến lai gai tìm hiểu thêm về lễ hội truyền thống của người đồng bào dân tộc Khmer diễn ra đại lễ kết giới Xi Ma. Đây là ngôi chùa cuối cùng của năm 2024. Thì được biết là lễ diễn ra trong vòng 3 ngày hết các bác chị. Là những nàng này ghi cũng đang ra đón khách hay cô bác chị cũng như đón đầu mình thử đây. Ở đây là ngôi chùa cách biển, ngôi chùa Cót Tung thuộc huyện Cù Lao Dung. Các bác chị, thì bữa đây là ngày cuối cùng của đại lễ kết giới Xi Ma, ngôi chánh điện trước màn hình của bác chị. Thì trong năm 2024 này diễn ra 5 chùa. Một là chùa Choi Tum Chắc, hai là chùa Bưng Thứ Niết, ba là chùa Đai Tà Suốt, bốn là chùa Ô Chum, năm là chùa Cót Tung của huyện Cù Lao Dung. Đây là công viên bởi ngày cuối của chùa Cót Tung. Bên đây thì nhà ăn hết các bác chị. Nhà ăn là cũng như tiếp đãi Phật tử. Ở trên phần chánh điện thì cũng như Phật tử cũng chuẩn bị cũng như di chuyển đá xi ma diễu hành ba dòng chánh điện của chùa. Ta tụ ca tụ tụ ca bằng phay nô tập tiền đi.
Dạ thưa cô bác chị, đây là toàn cảnh của chùa Cát Tông á. Thì đoàn cũng lại lai gai hết cô bác chị. Bữa nay là ngày cuối, nghe nói là tối đây di chuyển đá xi măng. Cho tiền cho tầm đó, cho tiền thu, một chú rồi đi, đầu tiên tại này, rồi trước căn cái đại trường cho tầm đó, rồi cho ai có trang bị bỏ, chú đẹp quần bò ta trang trường ra, trang thu hồ ra, cho tiền tiền căn gốc cà phê tiền cho bọn tiền, rồi ngày nay được nhiều để cho tao.
Ở trước màn hình của bác chạy đó lễ đài á, lễ đài cũng như Phật tử đến đây để quyết. นาสติเตียนในวัดพระพุทธเจ้าตบาเนี่ยมาจรานขอพระยังผาเยี่ยมยอดนะขอพระยังผาให้ประตูประเนียมรุดในพระองค์ได้เชี่ยวไปเจ้าทีกาประตูตัวเราหลับหลับขณะแท้ที่เฮยให้ดึงหนอมเยี่ยมยอมขอหรือประมาณหลานได้มองพระยังวัดตาตุงโดยให้เยี่ยมยอมกระไรวัดนะเจ้าวันนี้มันวัดตะโกนฟังตัววันจรานยังสบายในพระนัสสมเด็จตายขอเลิกตายดับไป บางคนมาเจริญอนุโมทนาสติเตียนต่อสาธุสาธุพยมรักกรณาอัตมาเพียบนกนาวการนี้กับบ้านตัวเอาว่าในประเทศจักรพรรดิสังพุทธบริษัทวัดปวดเป็นตะเกาณานี่สำตะเกาณกนาวการนี้บ้านโจจะประสานจำนวนเต็มแปดดับแปรมเลียงดองเฝ้าจำนวนเต็มแปดเราต้องการประหลาดใจกับเราตระหนักการการเมตตาเป็นจักรพรรดิการที่การเราเกี่ยวกับเรื่องประเทศจักรพรรดิสังพุทธบริษัทคณะกรรมการการอย่างวัดพอที่เป็นตะเกาณตามการที่เป็นจักรพรรดิสังพุทธบริษัทคณะกรรมการในบริษัท ก็ทำงานขนาดโตเป็นหน้าตะวันตาตาโมตานีตาบาตาโตนาดาวพรามเลี้ยงนาดาวเป็นอยู่แหวนติ๊กเนี่ยก่อนนะไอซอนเกียร์ตาตาไอจุยเนี่ยเป็นความท้าทายส่วนใหญ่ของต่อมาเป็นเดียวกันแม่ก่อนจะต้องวางการแรงร้อยเลยและต้องโดนเจนกระดาษเลยนะปัดขบอกก่อนท่านยันยอมก่อนนะบอยกระดานยันให้เข้าไปเอากระดานก่อนให้เข้าไปนอกกระดองกลางกระดานแดนแดน Thank you.
được biết là tối đây ha mới di chuyển đá xi măng cô bác chị. Đây là công viên chùa Cốc Tông thuộc huyện Gia Trời, quái cũng kéo tới. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại lễ cất chế xi măng ngôi chánh điện chùa Cốc Tông thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng các cô bác chị. Diễn ra trong 3 ngày, thì ngày 3, ngày 4, ngày 5. Thì hôm nay là ngày năm tây và cũng như là ngày kết thúc lễ cất chế xi măng ngôi chánh điện. Xuống đây em quay những thước phim cập nhật để đến cô bác anh chị ha, cũng như là lễ cất chế xi măng của người đồng bào dân tộc Khmer, lễ hội diễn ra như thế nào, cũng như gửi đến bà con cô bác gần xa. Cana som ban nang tena chat tang no kamawithi ban banchok kana chai ma som swakom no damna ranimon nei hadai chapkon chao tika mul da putu pon sat ដែលបានជួយវត្តសរិសម្បើបានលក្ខណៈលើដើម្បីរំលែកដើម្បីចូលរួមកុសលក្នុងកម្មវិធីបានបញ្ចប់គណៈសមាធិនិវត្តសវណ្ណកុងសេមនីកសុងនៃយុគញោមទើបកងតកតតកាត់ឡើងអំពីសន្តានចិត្តនៅប្រលិទ្ធប្រគុណនិងពុទ្ធបរិស័ទសូមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា. ហើយសូមប្រកាសជំនុំជម្រះនេះអញ្ជើញទៅព្រះសិរីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតាមក្រុមប្រតិភពរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទសម្តេច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 ព្រះ
Mới chào các bác chị đã quay lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Cốc Tâm ha, thuộc huyện Cầu Lâu Dung, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay em đến ghi những thước phim gửi đến các bác chị như là lễ hội tại lễ kết giới Sima chùa Cốc Tâm của huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày thứ ba. Đây là các vị Phật tử đến đây cũng rất là đông ha. Bữa đây là ngày cuối rồi các bác chị. Phật tử lại rất là đông luôn các bác chị ha, ngày cuối á. Apa sahaja,
Dạ xin lỗi, dạ tôi rẻ nha bà con, cho bác tôi là sử dụng mọi lúc mọi nơi người lớn. Prakarana tang trong rubber arm, the mong wong, say lantra, small
ហើយក៏ដោយជាញាតិញោមបញ្ញាបត្តិបាយតាមសូមសម្ដែងម្ដងចូលកាន់មហាសាលសូមរដ្ឋនីតិបត្តិទីចំនួនដល់កុំលើតាជាតិណាដើម្បីទទួលបរិការអំពីខ្ញុំប្រកាសណាហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាដែលជាគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីហើយក៏ដោយជាញាតិញោមបញ្ញាបត្តិបាយតាមសូមប្រវេជជូនកាន់មហាសាលដើម្បីអនុមោទនាជាទីដំណោះសូមក្រុមរដ្ឋនីតិបត្តិ ไอ้ยาเจตนาอยู่ไหนเจ้ากันปรับอยู่โจทย์ฟ้องเอากันเจตโจทย์ฟ้องโจทย์กันเจตโจทย์ฟ้องตาตาสมองตาเจตฟ้องตาบอกกันเจตโจทย์ธรรมดาบอกให้ต่อแจ้งเจ้าพระองค์ตรวจไม่ต้องไปเจริญเจริญไม่ต้องไปเจริญเจริญบอก ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជុំវត្តទាំងអង្គភាពនៃការទៅនេះសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជុំវត្តទាំងអង្គភាពនៃការទៅនេះសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជុំវត្តទាំងអង្គភាពនៃការទៅនេះសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជុំវត្តទាំងអង្គភាពនៃការទៅនេះសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជុំវត្តទាំងអង្គភាពនៃការទៅនេះសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័
Thank you.
tu cho các bạn đều đồng lòng với nè trên thế dân đồ lên mơ dân đồ lên mơ nông bà với nghĩa nhận nhau mà không nên áp đảo rộng chăm áp đảo rộng chăm bôi chia nộp lượng và đặc biệt xe mẹ ca chia nâu xuyên phô chia nâu bích chia nâu bà cá và đặc biệt chia nà ná ngồi xâm đến bài nhà nông bà sẽ bất hai chinh thế hồi ngôi nhà đồng lòng mà chúng này sọc bao chinh thế xô nhanh hơn lắm អនុមោទនាដល់បងការកំពុងតែយើងបានប្រញាប់ត្រង់ថ្ងៃនេះបងសូមអនុមោទនារបស់ហើយសូមអរគុណចំពោះការបង្កើតរបស់ការនេះទៀតជាអនុបត្តិជាតិតាមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមមកដល់ទីបានសូមអរគុណខ្ញុំចម្រើនដល់បងចំណែនតូនតែប្រដាំដល់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមកខាងលើព្រះវិហារនោះ คือโยมเนี่ยสมบัติอาสมบัติวางเพียงเพียงได้คือจับเพียงก็มีตลาดตลาดกันยืนโยมประการยืนโยมจะแต่เพียงแสดงทุกตัวอ่อนเนี่ยแต่ยืนประมาณ๕ร้อยเพียงเพียงทุนประการทุนสองร้อยเพียงได้ทุนสองร้อยโตนะทุนสองร้อยโตได้โยมเนี่ยจะเพิ่มตลาดตลาดแต่พอจะมาในเชิงเชิงตัดตัดตัดตัดการมาเป็นยืนโยมเพิ่มบัตรดาวเพียงเยอะ ប្រទេសទឹកដី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 ទឹកដ
Buổi chiều thì Phật tử càng đông các bác chị, vì hôm nay là ngày cuối của đại lễ kết giới Sima chùa Cốt Tung năm 2024 diễn ra tại chùa Cốt Tung, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng ha. Thì hôm nay em xuống đây vào ngày buổi chiều. Thì không biết là trên cái chỗ mà chánh điện thì quá tải Phật tử luôn các bác chị, không thể nào tưởng tượng nổi. Phải hùng Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sapu sapu